Chào mừng các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký và hủy đăng ký điều khiển LG Magic. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký trước. Đây là chiếc điều khiển LG Magic. Muốn đăng ký thì các bạn nhấn và giữ đồng thời hai phím Home và Back trong vòng 5 giây. Sau 5 giây nhấn và giữ con ăn ở giữa cho đến khi đèn phím đỏ nguồn nháy đỏ 3 lần. Bạn có thể nhìn thấy hộp thông báo ở góc bên phải của màn hình thông báo điều khiển Magic đã được đăng ký thành công. Còn đây là hủy đăng ký điều khiển LG Magic. Nhấn và giữ đồng thời hai phím Home và Back trong vòng 5 giây cho đến khi đèn nguồn nháy đỏ 3 lần. Bạn có thể tìm thấy hộp thông báo bên góc phải màn hình điều khiển Magic đã được hủy đăng ký. Cách đăng ký và cách hủy đăng ký nó tương tự như nhau. Nếu không thấy điều khiển TV hoạt động, hãy kiểm tra lại pin của điều khiển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Có gì thắc mắc cần tư vấn, xin vui lòng để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại.